Minh Đan chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn về kỹ thuật nhuộm màu trà sữa Anh Hồng cực kỳ tông da. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 3 mã màu cơ bản là 7.77, 8.11 và 0.45. 7.77 thì mình sẽ đi tỷ lệ là 70%, 8.1 thì mình sẽ đi là 30% và 0.45 thì mình sẽ cho một hạt đậu. Khi pha xong thuốc thì mình sẽ tiến hành là thêm oxy vào. Oxy ở đây thì mình sẽ đi oxy 3% nha các bạn. Và tỷ lệ oxy và thuốc nhuộm thì mình sẽ đi là tỷ lệ 1:1. Và các bạn sẽ nhớ là đánh đều cái hỗn hợp mình lên, đánh thật kỹ. Sau đó thì mình sẽ bôi lên tóc. Thì nền tóc cần có để nhuộm ra được màu thì các bạn phải tay lên nền tông chính hoặc là 9.5 nha các bạn, thì màu mới đạt chuẩn được. Sau khi bôi xong thì các bạn sẽ đỡ tóc thấm thuốc khoảng 30 đến 40 phút rồi mình sẽ tiến hành đi xá nha các bạn. Và đây là kết quả. Minh Đan Karami chúc các bạn áp dụng thành công nhé.